Mazda CX5 phiên bản nâng cấp đã chính thức trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái. Chẳng bao lâu sau đó, đã có tin đồn cho rằng mẫu crossover hạng C này sẽ ra mắt thị trường Thái Lan trong tháng 10 năm rồi. Tuy nhiên, hóa ra Mazda CX5 2022 dành cho thị trường Thái Lan vẫn mang thiết kế cũ. Mãi đến hôm 1 tháng 4 vừa qua, Mazda CX năm 2022 mới chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á. Thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe này không phải Thái Lan mà là Indonesia. Tại thị trường Indonesia, Mazda CX năm 2022 được chia thành hai phiên bản, bao gồm Elite và Pro. Giá bán tương ứng của hai phiên bản này là 950 triệu và 966 triệu. So với đối thủ Honda CRV v có giá dao động từ 820 triệu đến 1 tỷ lẻ 50 triệu, CX năm 2022 bản cao cấp rẻ hơn đáng kể. Tương tự xe ở thị trường Mỹ và Trung Quốc, Mazda CX năm 2022 dành cho Indonesia cũng được cải tiến nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt mới, được bao quanh bằng nẹp dày dặn hơn nhưng không kéo dài hết đèn pha như phiên bản cũ. Tiếp đến là cụm đèn pha LED thích ứng với hai dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L bên trong. Đằng sau xe có thêm cụm đèn hậu LED mới với thiết kế tương tự đèn pha. Thêm vào đó là đèn phản quang nhỏ hơn, nằm cao hơn trước và cản sau mới riêng tem chữ nổi trên cửa cốp sau được áp dụng phông chữ mới, theo phong cách giống CX-30. Ở phiên bản Elite, CX-5 mới được trang bị nẹp mạng chrome bao quanh lưới tản nhiệt và bộ vành hợp kim với chấu hình quạt, sơn phối hai màu. Trong khi đó, bản Curo đi kèm viền bao quanh lưới tản nhiệt, 3 g nóc và vành la răng 19 in đều sơn màu đen bóng. Bên trong là không gian nội thất 5 chỗ bọc ra như trước. Riêng bản Curo sẽ đi kèm nội thất màu đen với chỉ khâu màu đỏ ở vô lăng cần số, bệ tỳ tay trên cửa và cụm điều khiển trung tâm. Những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái like, hát, mở cửa không cần chìa khóa, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói và cảm biến đá chân để mở cốp. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ phanh khi lùi và gói công nghệ E-Active Sense. Gói công nghệ an toàn chủ động này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar, cảnh báo trạch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Trái tim của Mazda cx năm 2022 vẫn là động cơ xăng Skyactiv G4 xi lanh, dung tích 2.5 lít như cũ. Động cơ sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 251 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động Skyactiv Drive 5 cấp. Ngoài ra, động cơ còn có công nghệ ngắt xi lanh để giảm lượng xăng tiêu thụ. Khi mua CX năm 2022 bản Elite, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn như vàng cát, đỏ, xám, trắng và đen. Trong khi đó, bản Kuro có thêm màu xám nhưng không có màu vàng cát và đen. Dự kiến, sau Indonesia, Mazda CX 5 mới cũng sẽ nhanh chóng có mặt tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Xe cộ, XXX.